Lịch sử 2, chương 13. Abia, vua Juda. Abia lên ngôi vua Juda vào năm thứ 18 đời Jeroboam, vua Israel. Abia trị vì ở Jerusalem 3 năm. Mẹ ông là Maaca, con gái Uziel, nguyên quán thành Gibea. Chiến tranh xảy ra giữa Abia và Jeroboam. Abia hướng dẫn một đoàn quân thiện chiến gồm 400.000 người ra trận. Jeroboam chuẩn bị nghênh chiến với 800.000 quân thiện chiến. Abia đứng trên núi Semaraim trong vùng núi Ephraim kêu lên rằng: Hỡi Jeroboam và toàn dân Israel, hãy nghe đây. Các ngươi biết rằng Chúa, Thượng Đế của Israel, ban cho David và các con trai người quyền trị vì trên Israel đời đời qua giao ước bằng muối. Nhưng Jeroboam, con trai Nebat, một trong các sĩ quan của Solomon, con trai David, phản nghịch chủ mình. Rồi những kẻ vô loại, những bọn gian ác theo Jeroboam để nghịch lại Roboam, con trai Solomon. Lúc đó người hãy còn nhỏ, chưa biết phải hành động ra sao, nên không ngăn chặn Jeroboam được. Nay các ngươi âm mưu nghịch lại nước Chúa, là nước thuộc về các con trai David. Các ngươi rất đông, các ngươi thờ bò con vàng mà Jeroboam đã tạc nên cho các ngươi. Các ngươi đã gạt bỏ những người Lê-vi và các thầy tế lễ của Chúa, tức các con cháu A-rôn. Các ngươi tự chọn lấy các thầy tế lễ cho mình như các dân tộc khác đã làm. Ai đến mang theo một con bò tơ đực và 7 con chiên đực thì được làm thầy tế lễ cho các tượng chạm mà không phải là thần. Nhưng về chúng ta, Chúa là Thượng Đế của chúng ta và chúng ta không lìa bỏ Ngài. Các thầy tế lễ phục vụ Chúa đều là con cháu A-rôn, có các người Lê-vi giúp đỡ họ. Họ dâng của lễ thiêu và đốt hương cho Chúa mỗi sáng mỗi chiều. Họ đặt bánh trên bàn đặc biệt trong đền thờ. Họ cũng thắp đèn để trên chân đèn bằng vàng mỗi chiều. Chúng ta vâng theo mệnh lệnh của Chúa là Thượng Đế chúng ta, nhưng các ngươi đã lìa bỏ Ngài. Chính Thượng Đế ở với chúng ta và là quan trưởng của chúng ta. Các thầy tế lễ của Ngài thổi kèn triệu tập chúng ta ra trận chiến đấu chống các ngươi. Hỡi người Israel, không nên chống nghịch lại Chúa, Thượng Đế của tổ tiên các ngươi, vì các ngươi không thắng nổi đâu. Nhưng Jeroboam đã phái một số quân phục kích phía sau đạo quân Juda. Nên trong khi Jeroboam đang đối diện với đạo quân Juda, thì các binh sĩ của ông đã ở phía sau họ. Khi các binh sĩ Juda quay lại, thì thấy đạo quân Jeroboam tấn công mình cả phía trước lẫn phía sau, nên họ kêu la cùng Chúa, còn các thầy tế lễ thì thổi kèn. Rồi quân Juda hô xung trận. Khi họ la lên, thì Thượng Đế khiến Jeroboam và đạo quân Israel bỏ chạy khỏi Abia và đạo quân Juda. Sau khi đạo quân Israel bỏ chạy khỏi các binh sĩ Juda, thì Thượng Đế trao họ vào tay quân Juda. Abia và các quân sĩ của ông đánh giết 500.000 binh sĩ thiện chiến nhất của Israel. Lúc đó dân Israel bị thua trận. Dân Juda đắc thắng vì họ nhờ cậy Chúa là Thượng Đế của tổ tiên mình. Đạo quân của Abia đuổi theo đạo quân Jeroboam và chiếm các thị trấn Bethel, Jeshana và Ephron cùng các làng mạc quanh đó. Jeroboam không còn vươn lên được nữa trong suốt đời Abia. Chúa đánh Jeroboam nên ông chết, nhưng Abia càng ngày càng mạnh. Ông lấy 14 người vợ, sinh 22 con trai, 16 con gái. Mọi việc khác ông làm và những điều ông nói đều được ghi chép trong văn thư của nhà tiên tri Ido. Thank you.
Lịch sử 2, chương 14. Abia qua đời và được chôn trong thành David. Asa, con trai ông, lên nối ngôi. Xứ được hòa bình suốt 10 năm trong thời gian Asa trị vì. Asa, vua Juda. Asa làm điều phải trước mặt Chúa là Thượng Đế. Ông tháo bỏ các bàn thờ ngoại lai và những nơi thờ cúng địa phương. Ông đập phá các trụ đá thờ thần và phá sập các trụ thờ thần Asera. Asa truyền cho dân chúng Juda phải theo Chúa, Thượng Đế của tổ tiên mình, và vâng theo những lời giáo huấn cùng mệnh lệnh Ngài. Ông cũng tháo bỏ những nơi thờ phụng và bàn thờ đốt hương cho các tà thần trong tất cả các thị trấn Juda. Vì thế xứ được hòa bình trong đời vua Asa. Asa xây cất các thành có vách kiên cố ở Juda lúc còn thái bình. Trong những năm đó không có giặc giả vì Chúa ban cho ông an hưởng hòa bình. Asa bảo dân chúng Juda rằng: chúng ta hãy xây cất các thị trấn này và dựng vách xung quanh. Hãy cất các tháp, cổng cùng các thanh gài. Xứ này là của chúng ta vì chúng ta đã vâng theo Chúa là Thượng Đế chúng ta. Chúng ta đi theo Ngài cho nên Ngài đã ban cho chúng ta thái bình bốn bên. Vì thế họ xây cất và thành công. Asa có một đạo quân 300.000 người Juda và 280.000 người Benjamin. Các người Juda mang các khiên và giáo to, còn người Benjamin mang các khiên nhỏ hơn cùng cung tên. Tất cả đều là các chiến sĩ gan dạ. Sera từ xứ Cúc mang một đạo quân đông vô số và 300 quân xa kéo đến. Chúng đến sát thị trấn Maresa. Asa kéo quân ra đánh nhau với Sera và chuẩn bị giao chiến ở thung lũng Sephathat ở Maresa. Asa kêu xin cùng Chúa là Thượng Đế mình rằng: lạy Chúa, chỉ có một mình Ngài giúp kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Lạy Chúa là Thượng Đế chúng tôi, xin giúp đỡ chúng tôi vì chúng tôi nhờ cậy Ngài. Chúng tôi nhân danh Ngài đánh nhau với đạo quân khổng lồ này. Lạy Chúa, Ngài là Thượng Đế chúng tôi, xin đừng để ai thắng hơn Ngài. Vì thế khi đạo quân của Asa từ Juda tấn công thì Chúa giúp họ đánh bại người Cúc. Người Cúc bỏ chạy tán loạn. Đạo quân của Asa đuổi theo họ cho đến vùng Gê-ra. Số người Cúc bị giết quá nhiều nên họ không còn sức đánh nhau nữa. Họ bị Chúa là đạo quân Ngài đánh bại. Asa cùng đạo quân mình cướp lấy nhiều vật quý từ quân thù. Họ phá hủy tất cả các thị trấn gần Gê-ra. Vì Chúa giáng sự kinh hoàng xuống trên dân cư sống trong các thị trấn ấy. Các thị trấn đó có nhiều đồ quý giá cho nên đạo quân Asa cũng lấy luôn. Đạo quân Asa cũng tấn công các trại của các người chăn chiên, cướp đoạt vô số chiên cùng lạc đà. Sau đó họ trở về Jerusalem. Lịch sử 2, chương 15. Những cuộc cải cách của Asa. Thần linh của Thượng Đế nhập vào Asaria, con trai Odết. Asaria đi gặp Asa và nói rằng: hỡi Asa, cùng toàn dân Juda và Benjamin, hãy nghe ta đây. Chúa ở cùng các ngươi khi các ngươi ở cùng Ngài. Nếu các ngươi vâng theo Ngài, các ngươi sẽ tìm được Ngài. Nhưng nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã khá lâu Israel không có Thượng Đế thật, không có thầy tế lễ để dạy dỗ họ và cũng không có lời giáo huấn nào. Nhưng khi gặp khốn khó thì họ quay về cùng Chúa, Thượng Đế của Israel. Họ tìm kiếm Ngài và gặp được Ngài. Trong lúc đó không có ai đi đường bình yên cả, khắp xứ gặp lộn xộn. Dân này diệt dân khác, thành này tiêu hủy thành kia, vì Chúa giáng trên họ mọi thứ khốn khó. Nhưng các ngươi hãy mạnh dạn, đừng bỏ cuộc vì các ngươi sẽ nhận được phần thưởng cho công khó mình. Asa cảm thấy phấn chí khi nghe Asaria, con trai Odết, nhà tiên tri nói những lời khuyên đó.
cho nên ông phá dỡ các thần tượng ghê tởm trong khắp xứ Giu-đa và Benjamin ra khỏi các thị trấn mà ông đã chiếm trong vùng núi Ép-ra-im. Ông sửa sang lại đền thờ Chúa ở phía trước vòng cửa đền thờ của Ngài. Rồi Asa triệu tập tất cả các người Giu-đa và Benjamin cùng các chi tộc Ép-ra-im, Manasse và Simeon sống trong xứ Giu-đa. Thậm chí có nhiều người từ Israel cũng đến với Asa vì họ thấy Chúa là Thượng Đế của Asa ở cùng ông. Asa cùng họ họp lại ở Jerusalem vào tháng 3 năm thứ 15 triều đại vua. Trong lúc đó họ dâng cho Chúa 700 con bò đực và 7.000 con chiên và dê cùng những của báu mà đạo quân Asa đã cướp được của quân thù. Rồi họ lập giao ước hết lòng vâng theo Chúa, Thượng Đế của tổ tiên mình. Ai không vâng theo Chúa, Thượng Đế của Israel sẽ bị xử tử bất kể già trẻ, nam hay nữ. Sau đó Asa và dân chúng cam kết trước mặt Chúa. Mọi người la lớn tiếng và thổi kèn cùng tù vàng. Tất cả dân chúng Giu-đa đều rất vui mừng về lời hứa đó vì họ đã hết lòng cam kết. Họ tìm kiếm Thượng Đế và gặp được Ngài. Vì thế Chúa ban cho họ thái bình khắp xứ. Vua Asa cũng cất chức thái hậu của Ma-a-ca bà nội mình. Vì bà đã tạc một tượng Asera đáng gớm ghiếc, Asa chặt tượng đó, nghiền nát và thiêu trong thung lũng Kích-rôn. Nhưng ông không dẹp bỏ các nơi thờ tà thần trong Israel. Tuy vậy, Asa trung tín với Chúa trọn đời mình. Asa mang vào đền thờ Thượng Đế các tặng vật mà cha mình đã dâng, bạc, vàng và các đồ dùng. Trong xứ không còn giặc giả nữa cho đến năm thứ 35 triều đại Asa. Lịch sử 2, chương 16. Những năm cuối cùng của Asa. Đến năm thứ 36 đời vua Asa thì Ba-asa vua Israel tấn công Giu-đa. Ông củng cố thị trấn Sa-ma để ngăn không cho dân chúng ra vào Giu-đa xứ vua Asa. Asa lấy bạc và vàng từ các kho ngân khố trong đền thờ Chúa và từ cung điện mình. Ông gửi các món đó cùng với các sứ giả đến Ben-hadad vua Aram đang ở tại Đa-mách. Asa nói với vua: Vua và tôi hãy lập giao ước như cha tôi và cha vua đã làm. Tôi gửi biếu vua bạc và vàng. Xin vua hãy hủy bỏ giao ước với Ba-asa, vua Israel, để người rời khỏi bờ cõi tôi. Ben-hadad đồng ý với vua Asa nên sai các viên chỉ huy đạo quân mình đến tấn công các thị trấn Israel. Họ chiếm được các thị trấn như Iyon, Dan và Abenmaim, cùng tất cả các thị trấn trong Neftali, nơi có các kho tiếp liệu. Khi Ba-asa nghe thế, liền thôi không xây đắp Rama nữa và bỏ dở công việc. Sau đó, vua Asa cho toàn dân Giu-đa đến Rama và mang đi những tảng đá và gỗ mà Ba-asa đã dùng. Rồi họ dùng các vật liệu đó để xây đắp Geba và Mít-ba. Lúc đó Hanani, người tiên kiến, đến gặp và bảo Asa vua Giu-đa rằng: Bệ hạ nhờ cậy vua Aram giúp đỡ mà không nhờ cậy Chúa là Thượng Đế mình, cho nên vua của đạo quân Aram đã thoát khỏi tay bệ hạ. Người Cúc và Liby có một đạo quân rất lớn, hùng mạnh, cùng vô số quân xa và lính cưỡi ngựa. Bệ hạ nhờ cậy Chúa giúp mình nên Ngài trao chúng vào tay bệ hạ. Chúa tìm khắp đất để kiếm người hết lòng với Ngài. Ngài muốn khiến họ vững mạnh. Hỡi Asa, bệ hạ đã hành động ngu xuẩn, cho nên từ nay về sau bệ hạ sẽ gặp giặc giả. Vua Asa nổi giận cùng Hanani người tiên kiến về những điều ông nói, đến nỗi vua bắt Hanani bỏ tù. Lúc đó vua Asa cũng hành động độc ác với một số người. Mọi việc khác vua Asa làm từ đầu đến cuối đều được ghi chép trong sách các vua Giu-đa và Israel. Vào năm thứ 39 triều đại mình thì vua Asa bị đau chân. Dù chứng bệnh chân rất trầm trọng,
nhưng vua không cầu xin Chúa chữa lành mà nhờ cậy vào các thầy thuốc. Rồi Asa qua đời vào năm thứ 41 triều đại mình. Người ta chôn Asa trong mộ vua đã xây cho mình trong thành David. Họ đặt vua trên một cái giường có tẩm đủ thứ hương liệu, rồi đốt một đám lửa lớn để tưởng niệm vua.